À, xong ạ. Loa Audio Center PS12 cộng lên đường cả nhà nhé. À, sáng nay em chốt một đôi cho anh trai có địa chỉ tại Yên Phong Bắc Linh, đúng không ạ? Chiều chốt một đôi tiếp theo cho anh trai có địa chỉ tại Thanh Hà Hải Dương. Đó. Liên tục luôn, đầu xuân năm mới bán hàng chạy hơn cả cuối năm các bạn, liên tục chốt đơn. Đây, anh em nhân viên đang đứng ở đường để gửi hàng cho anh em ở Hà Nội, đúng không ạ? À, gửi xa Hà Nội thường thường cho em gửi buổi sáng đến buổi trưa, nhưng anh trai chuyển hết tiền là chúng em ra ngoài đường thêm đứng đợi luôn, đợi bao giờ xe qua thì gửi cả nhà nhé. Buổi chiều chúng em không có xe quen thì anh em chuyển hết tiền một cái là em ra đứng đường, đúng không ạ? Đợi xe qua là gửi lên xe cho anh em. Đó, đôi Audio Center PS12 cộng. À, bác chủ anh trai ở Thanh Hà Hải Dương có chia sẻ là có cơ sở bán 4,5 triệu, 4,5 triệu một đôi, không dám mua, anh không dám mua. Em luôn bán 13,5 triệu một đôi mới dám mua các bạn. Đấy. Audio Center PS12 cộng cả nhà nhá. Em vẫn còn một vài đôi nữa để xin được chào bán cho các bác cùng cả nhà. Giá 13,8 triệu một đôi tại cửa hàng cả nhà nhá. Đó. Em đang sắp một đôi loa 4 số 3 lần tiếng của B3 này. Đó. Và một quả súp JBL 6118 để sẽ lắp đặt tại Lâm Sách Hải Dương. Ok, cảm ơn anh trai nhá. Vâng. Loa em bán phải 14 triệu một đôi anh ấy mua đúng không? Chứ còn 4 triệu một đôi này không mua. Audio Center PS12 cộng. Vâng ạ. Đấy, tí nữa bây giờ anh em tiếp tục đóng hàng coi nhá. Hàng của các bác của anh em thì là xe bưu điện đón hàng rồi. Bây giờ em tiếp tục sắp đồ. Đấy. Tiếp tục sắp đồ. Ở đây vâng ok. Đây em mua hộ anh trai có địa chỉ tại gọi là trong thành phố đây à. Hai bộ bánh xe. Đó. Cẩn thận chưa? Anh mua đồ nhà em, anh bỏ mua hộ anh bộ bánh xe. Ui giời, bộ anh này thì kinh. Ôi không lại có khóa à? Bốn cái có khóa, bốn cái không anh nhá. Rồi đúng rồi, ok rồi. Đấy, đây là ti ủ to này cơ. 12. Đây là ti, đây 14 rồi anh ơi. 4. Nhầm rồi. Nhầm rồi em ạ. À quên này. Nó chỉ có mỗi loại này thôi. Không, lấy ti 12. Đây là em đang có công trình lắp ở những phòng hát karaoke tại Hưng Yên. Em mua ti về để lắp cho anh em đây. Nhưng mà ti này to quá rồi, ti này sai cỡ rồi. Ok. Cảm ơn mọi người nhá. Đây đôi loa này đúng không ạ? Đấy, đi liên tục luôn các bạn. Đôi loa này này, đi làm sách này. Đôi loa súp này. Đấy, đôi súp kép này cả nhà này. Đấy, đôi súp kép này. Đấy. Và một con đẩy PS. Đấy. Lưng tiếng này các bác này. Đóng lưng tiếng, đóng vang cho anh em này, đúng không ạ? Xe đón hàng rồi nhưng vẫn rất nhiều hàng lên đường các bạn. Đấy, tuyệt vời quá đúng không ạ? Cảm ơn các bác của anh em nhá. Em cung cấp tất cả các thiết bị đồ điện tử âm thanh các bác nhá. Tư vấn ghép bộ, mọi người có nhu cầu ủng hộ thì alo cho em. Cảm ơn các bác của anh em. Em giao hàng toàn quốc các bác nhá, hoặc mọi người có thể đến trực tiếp tại cửa hàng. Cảm ơn các bác của mọi người ạ.